chào tất cả các bạn và đây là clip đầu tiên của channel của mình. Để giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình thì mình tên là Long. Ở ngoài đời thì mình khá là nhát và ngại giao tiếp. Thế nên là mong qua cái channel này mình có thể cải thiện được khả năng giao tiếp của chính bản thân mình. Về channel của mình thì tất nhiên là mình sẽ làm về những vấn đề mà mình yêu thích, bao gồm thời trang, tóc tai và có thể sẽ thêm một chút về chỉnh sửa ảnh cũng như nhiếp ảnh. Và chủ đề hôm nay sẽ là những món đồ mình ưa thích mà mình đã mua được ở trong năm 2016. Và để mở đầu cái list này thì mình sẽ muốn bắt đầu với một đôi giày, đó chính là Nike Sunrun. Thực ra thì mình thích cái phối màu olive, còn được gọi là cargo khaki, và phối màu đen đế trắng, nhưng mà store chỉ có phiên bản all black và màu cam đế trắng, trông rất là bựa. Và tất nhiên là mình sẽ cóp đôi này rồi. Và nói sâu qua về con Nike Sockdart này thì ra mắt lần đầu tiên vào năm 2004, chỉ với 6 phối màu và số lượng cực kỳ ít, đã tạo nên một cơn sốt trong giới shoe game. Và về vẻ bề ngoài thì không thể chê đôi này được ở điểm nào cả, tại vì nhìn nó rất là ngầu. Càng thế này. Ở trong thì có một lớp lót của Nike màu neon. Phần upper được làm như một chiếc tất, khiến cho đôi giày đi rất là nhẹ, êm và rất là thoải mái. Mình cảm giác là cái strap của đôi này rất là dễ bị chảy. Các bạn có thể thấy thì nó đã bị chảy ở đây một ít này. Và mình không hiểu lý do tại sao mà nó lại bị chảy. Chảy. Và tiếp đến là mình sẽ on fit đôi này. Một món đồ tiếp theo sẽ là một đôi Vans Old School. Đôi này mình chưa đi bao giờ. Mình thấy đôi này rất là basic. Và đây là món quà của bà mình tặng vào dịp Christmas. Đôi này rất là mới, mình mới đi 1-2 lần trong nhà. Và cái phần da lộn này vẫn còn rất là mềm. Mình có một đôi Vans Skate 2 và cái phần da lộn này đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho các bạn, đây là đôi Vans Skate 2 của mình. Như các bạn đã thấy thì cái phần da lộn ở đây đã bị xù lên rồi. Không phải là do mình không biết giữ đôi này, mà là do mình xịt cái chống nước vào đây. Thế nên là khuyến cáo với các bạn là đừng bao giờ xịt cái xịt chống nước vào đôi giày này. Và sau đây sẽ là video mình on fit đôi này. Và tiếp đến cái list này sẽ là một cái áo jacket của Nike. Mình cái áo này thực ra là rất là mới. Mình mới mua tầm 3-4 tuần trước. Ở bang Oregon mình đang ở thì thời tiết chỉ có lạnh, mưa quanh năm và đôi khi còn có tuyết. Thời tiết rất là khắc nghiệt. Các bạn có thể thấy là tuyết đang rơi ngay lúc này. Rơi rất là nhiều. Các bạn có thể tưởng tượng là một năm có 12 tháng thì nó mưa xừ nó hết 9 tháng rồi. Lúc đầu thì mình nghĩ là cái áo này nó chẳng có cái công nghệ vi áo gì. Nhưng mà lúc xong mình đã phải nghĩ lại. Hôm đấy thì là mình đi chơi và trời thì gọi là lạnh. Cắt ra cắt thịt, mình lại mặc mỗi một cái áo phông ở trong và một cái áo Nike jacket ở bên ngoài. Thì cũng nhờ cái công nghệ của Nike mà mình cũng cảm thấy ấm lòng. Cái áo này thì mình nghĩ là chỉ có hai lớp. Ở bên trong là một lớp lưới và ở bên ngoài là một lớp ni lông. Và cái jacket này nó cũng có một cái hút. Và mình nghĩ là mình sẽ rất là ngu khi đội cái hút này. Nhưng mà không, đội rất là ngầu. Ở đằng sau lưng của cái áo này thì có một cái lớp. Nó cũng không hẳn là cái túi, tại vì mình nghĩ nó chả để được cái gì cả. Mình không hiểu công dụng của cái lớp này lắm. Thế nên là bạn nào biết được cái công dụng của cái lớp áo này, cái lớp này, thì hãy comment cho mình biết nhé. Và sau đây mình sẽ mặc lên cho các bạn xem. Và ở cuối danh sách thì mình có người anh trai của Nike Sockdart, đó chính là Nike Air Presto phiên bản ngọc trinh.
Để nói qua về Nike Air Presto thì đôi giày này ra mắt trước Nike Shock Dark 45, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000 với 13 phối màu. Ở đôi giày của mình thì phần upper là bằng lưới, khiến cho đôi giày thoáng hơn. Và mình đã thay cái dây giày của đôi này bằng một đôi giày dây phản quang, và mình sẽ để ảnh ở đây. Và cái tag ở phía sau đôi giày này cũng được làm bằng chất liệu phản quang, hay còn được gọi là chất liệu 3M. Mình nghĩ là đôi này các bạn nên mua lớn hơn 0.5 size. Và mình mua lớn hơn 0.5 size và mình cảm thấy đi rất là vừa chân. Đôi này mình mang rất là nhiều, đến rất là bẩn, đến rất là bẩn. Và mình thích cái phần mà trong ảnh của đôi giày rất đẹp. Mình thực sự thì mình không phải một fan của giày All White, nhưng mà đôi này là ngoại lệ, rất là đẹp. Và mình nghĩ là mình phải giặt đôi này ngay bây giờ, rất là bẩn. Và bây giờ thì mình sẽ unfit đôi này. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that should keep returning always. Và ở trên đây là top 5 những món đồ mà mình đã mua được ở trong năm 2016. Vậy còn các bạn đã cóp được gì ở trong năm vừa rồi? Nếu các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi gì thì đừng ngần ngại mà hãy cứ để thẳng phần comment ở bên dưới. Mình chắc chắn là mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Chắc chắn, mình thề, mình hứa. Link của các sản phẩm thì mình sẽ tìm và để phần miêu tả bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe channel của mình, vì đây chính là động lực để mình có thể làm thêm nhiều những video nữa cho các bạn. And Happy New Year.